Chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Tú Quyên nha mọi người. Bạn đặt cái Shopee này, đầu tiên thì bạn có đặt một cái em xương rồng rất là mềm nha. Tiếp theo thì bạn có lấy một cái em thanh long 42.000 một em. Và cuối cùng thì bạn có lấy hai cái em cốc bingo su nha mọi người. Đây là có khuyết điểm nha. Có khuyết điểm nên là mình cũng không có lấy ra như để làm gì nha. Đây. Bạn lấy hai em nha. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong. Thì đây là phần extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Khả Như nha mọi người. Bạn đã trên Shopee nha. Đầu tiên thì bạn có một cái trà sữa với 62.000. Có khuyết điểm nha mọi người. Một em nước hộp sữa. Tiếp theo thì bạn có lấy đó chính là hai con dao ở Spot bên mình nha mọi người. Và tiếp theo là ba em trứng cơm. Mình lấy cho bạn ba màu khác nhau luôn, xanh dương, kem và vàng nha. Và tiếp theo thì bạn có lấy đó chính là ba cái em mạng thầu siêu chậm tăng. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong. Đây là bao bì mà mình tặng kèm cho em bánh tròn, mình chưa có thay bao bì được á. Và cuối cùng đây là extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Mình sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Tuyết Trinh nha mọi người. Bạn đặt trên Shopee nha. Đầu tiên thì bạn có lấy đó chính là ba cái em bánh bông lan cuộn gấu trúc nha mọi người. Thì bạn có lấy hai em không lỗi và một em có lỗi nha. Mình lấy cho bạn ba màu có khác nhau luôn nè. Màu tím, xanh, lá và hồng nha. Ok, và cuối cùng thì bạn có lấy một cái nốt 100 tờ. Ok, đơn hàng của bạn đã xong. Đây là extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Thùy Trang nha mọi người. Bạn đặt trên Shopee nha. Đầu tiên thì bạn có đặt một cái em chim cắn cục, nó có hơi bị mất một chút nhưng không sao nha. Tiếp theo thì bạn có lấy một cái combo màu xanh dương nè, đồng giá là 39.000, nhưng mà mình đang sale với giá là 37.000, nên bạn nào thích cứ có thể nhanh tay vô mua nha. Tiếp theo thì bạn có lấy một cái combo màu tím nữa nha. Ok, và cuối cùng thì bạn có lấy đó chính là ba cái set nốt 100 tờ nè và hai cái set nốt 50 tờ nha mọi người. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong. Tôi sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Bùi Anh Thư nha mọi người. Bạn đặt trên Shopee nè. Đầu tiên thì bạn có đặt một cái combo màu hồng nha, rất là xinh luôn. Combo bên mình là màu hồng với màu tím nên mình thấy xinh nhất luôn á. Tiếp theo thì bạn có lấy một cái bé gấu đứng 12.000. Và đây là bao bì mà mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và một cái móc khóa cho sushi nữa. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong nha mọi người. Nó sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Trà My nha mọi người. Tại vì đơn hàng của bạn cũng khá là ít sản phẩm nên là mình chưa có kiếm được cái hộp nào mà vừa vặn với sản phẩm, nên là mình sẽ giới thiệu được cái hộp này nha mọi người. Ok, đầu tiên thì bạn có đặt bên mình đó chính là ba cái túi sticker mini tự chiết nè, hai túi sticker tiền cảm ơn. Và cuối cùng là một cái sticker Gavi nha. Mình lấy cho bạn một em màu tím rất là cưng nha mọi người. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong nha. Mình sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Trương Bảo Thi nha mọi người. Bạn đặt trên Shopee. Đầu tiên thì bạn có đặt một em đào 58. Và cuối cùng thì bạn có đặt một em mực ha 16. Và đơn hàng của bạn đã xong. Thì mình sẽ kèm vì kiếm cho em sushi mực nha. Và không thể quên là tặng cho bạn một cái extra nha mọi người. Và đây là extra mình tặng kèm cho đơn của bạn nè. Ok, đơn hàng của bạn đã xong. Đến với đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Hương nha mọi người. Bạn đặt trên Shopee nè. Đầu tiên thì bạn có đặt một cái combo màu vàng nha, rất là xinh. Tiếp theo thì bạn có lấy một cái bánh lát, một em bánh tim. Tiếp theo là một em trứng cơm mini nha, rất là xinh luôn. Một cái bánh tròn, một em chân bèo, một em hộp sữa tím 15, một em bánh tròn, một set sticker 48, một set sticker 6800 nha mọi người. Đây là cái list của nó nè, rất là xinh luôn. Và cuối cùng thì bạn có lấy hai cái set sticker dây dài ha.
Ok, và đơn hàng của bạn đã xong. Thì đây là bao bì mà mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và cuối cùng là không thể quên kèm móc khóa cho đơn hàng của bạn. Và và đây là extra mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha mọi người. Mình tặng cho bạn một cái bánh sô-cô-la. Đơn hàng của bạn đã xong nha.